Đức Thánh Cha Francisco sẽ long trọng công bố năm thánh vào ngày 9 tháng 5. Theo thông cáo của Văn phòng Cử hành Phụng vụ của Đức Thánh Cha, vào chiều ngày 9 tháng 5 năm 2024, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh chiều 2, lễ trọng Chúa Thăng Thiên, đồng thời, Ngài sẽ công bố và ban hành sắc lệnh năm thánh. Lễ Chúa Thăng Thiên cử hành sự kiện Chúa Giêsu về trời 40 ngày sau khi sống lại. Ngày nay, hầu hết các nơi đều cử hành lễ Chúa Thăng Thiên vào Chúa Nhật 7 mùa phục sinh, nhưng Vatican vẫn theo truyền thống, Mừng lễ này vào đúng thứ năm trước Chúa Nhật bảy mùa phục sinh. Theo thông báo của Văn phòng Cử hành Phụng vụ của Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha cũng sẽ chủ sự nhiều nghi lễ phụng vụ khác nhau vào tháng 5. Vào ngày 19 tháng 5 năm 2024, Đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và Chúa Nhật sau đó, ngày 26 tháng 5 năm 2024, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể kính Chúa Ba Ngôi. Chúa Nhật này cũng sẽ được xem là ngày thế giới trẻ em lần thứ nhất. Ngày này được cậu bé Alexandro, 9 tuổi, đề xuất trong buổi podcast với Đức Thánh cha trước Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Lisbon. Đề xuất này đã được Đức Thánh cha nhiệt tình hoan nghênh và ngài đã thông báo chính thức về sáng kiến này vào tháng 12 năm 2023. Cử hành phụng vụ vào thứ năm lễ Chúa Thăng Thiên và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đều sẽ được cử hành bên trong đền thờ Thánh Feso, trong khi thánh lễ trọng thể Chúa Ba Ngôi sẽ được cử hành tại quảng trường Thánh Feso. Mời cộng đoàn cùng tìm hiểu thêm về ý nghĩa của Nam Thánh. Nam Thánh là gì? truyền thống cử hành năm thánh có từ năm 1300. Truyền thống này bắt nguồn từ thời cựu ước, theo đó năm thánh là một thời kỳ hồng ân, qua đó thiên chúa ban ơn đặc biệt hơn khi con người mở lòng để canh tân và thống hối. Theo nguyên gốc Latin Anum Jubilae, năm thánh được hiểu là năm hồng ân hay đại xá và theo luật mô Cứ mỗi năm thứ bảy, đất đai phải được nghỉ ngơi và nô lệ được trả tự do, nợ nần được tha, đồng thời dân chúng phải sống liên đới, yêu thương, hòa giải với anh chị em và kẻ thù. Năm thánh 2025 sẽ bao gồm việc mở cửa thánh tại đền thờ thánh Feso. Những tín hữu hành hương đi qua cửa thánh vốn chỉ được mở trong các năm thánh, thường là 25 năm một lần hoặc khi Đức Giáo hoàng kêu gọi một năm thánh ngoại thường, có thể nhận được ơn toàn xá với các điều kiện thông thường. Đức Thánh Cha khai mạc năm thánh với nghi thức mở cửa thánh tại đền thờ thánh Feso. Sau đó, các cửa thánh của các đền thờ giáo hoàng, Giòan Laterano, Faoo ngoại thành và Đức Bà cả cũng sẽ được mở cho đến cuối năm thánh.